带他那找安全感。旧的伤口。Kevin， 你的古兵吗？过去给三，2008，nói chung là một thứ rất là cuốn hút. Hay là rất mong các bạn đến xem bộ phim này. Tất nhiên là trong cái phim này thì nó lại không có những cái phần quá nhiều cái phần về hài hước, cũng như là cái pha đánh võ hành động rất là đặc trưng của Thành Long nữa, mà thay vào đây nó là một câu chuyện rất là hay, cái motif làm phim, cách kể chuyện về phim rất là mới. Bộ phim câu chuyện Cảnh sát 2013 là một phim rất gay cấn và hồi hộp, các bạn hãy ra rạp xem nhé. Mình vừa xem bộ phim câu chuyện Cảnh sát và mình thấy bộ phim vô cùng ấn tượng với cái câu chuyện rất gây bất ngờ khi cuối phim, thì mình thấy bộ phim nó như kiểu phim Hollywood trong các cảnh quay hành động hay là cảnh quay về cả cảnh quay, những cảnh quay rất là xúc động, và mình xin cảm ơn các bạn. Mới xem vẫn chưa thoát ra được khỏi cái không khí của bộ phim. Thực sự là một bộ phim hành động của Thành Long thì rất là tuyệt vời rồi. Cái thứ nhất là võ thuật hành động ở trong bộ phim. Cái thứ hai là cái nội dung của bộ phim cũng rất là tuyệt vời, bởi vì nó nói về tình cảm gia đình, tình cảm giữa con người với con người, và thật sự là rất là sâu sắc. Mình có chi phát rất là tốt. 我可不是什么小毛贼。Câu chuyện Cảnh sát vào ngày 24 tháng 12 năm 2013. Đây là chúc mừng.